tôi dám khẳng định với anh chị rằng khi mà anh chị nhờ bên kiến trúc lên là chúng tôi thiết kế thì anh chị sẽ nhận lại được nó xứng đáng với cái số tiền mà anh chị bỏ ra Đấy, tôi khám khẳng định là như vậy thứ nhất là về chất lượng của bản vẽ thứ hai là về chất lượng phục vụ Đấy, và uh, tất cả những khách hàng mà chúng tôi thiết kế thì họ rất là hài lòng đúng không ạ và họ cũng hoàn toàn đồng ý với những cái gì mà chúng tôi uh, đây là quy định của công ty chúng tôi rồi đúng không ạ và khi mà chúng tôi hỗ trợ họ thì họ cũng cảm thấy rất là ưng ý rất là hài lòng và họ cảm thấy xứng đáng với cái số tiền mà họ bỏ ra thì như vậy là Người ta cũng làm được mà, đúng không ạ? Thì đâu phải là anh chị đâu còn phải lăn tăn gì về vấn đề đó nữa. À xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Đức ACT thành viên của công ty cổ phần kiến trúc bni thì hôm nay tôi rất vui được giới thiệu đến anh chị một cái ngôi nhà 2 tầng mái thái được công ty kiến trúc bni chúng tôi thiết kế cho gia đình anh hiếu tại giao thủy nam định thì công năng của nhà anh hiếu thì bao gồm là phòng khách kết hợp với phòng thờ phòng bếp cộng ăn 4 phòng ngủ cũng như là cái khu vệ sinh chung của các tầng À, thì trước khi mà giới thiệu đến anh chị chi tiết về cái phối cảnh 3D bên ngoài Cũng như là chi tiết các cái công năng bố trí các phòng bên trong à, Thì trong quá trình anh chị mà đang xem video ấy Thì anh chị vui lòng là kéo xuống một chút ở dưới cái video anh chị nhá Thì có cái nút đăng ký ở trên điện thoại cũng vậy ạ thì có cái nút đăng ký này, thì anh chị ấn vào đăng ký cũng như là anh chị ấn vào cái chuông thông báo ở bên cạnh Và anh chị chọn là tất cả để khi mà chúng tôi đăng những cái video các cái mẫu nhà mới Thì sẽ có thông báo để cho anh chị tiện tham khảo các cái mẫu nhà đẹp của kiến trúc B&I Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào khám phá cái phần phối cảnh 3D Sau đó thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết đến anh chị cái phần công năng ở bên trong Thì như anh chị đang thấy chính là cái phần 3D mà chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà anh Hiếu tại Giao Thủy Nam Định thì đây là cái phương án với cảnh 3D mà chúng tôi qua cái quá trình chúng tôi đã làm việc thiết kế với anh Và cũng như là có một số những cái chỉnh sửa theo cái ý thích, sở thích riêng của anh Thì đây là cái phương án chốt cuối cùng để mà chúng tôi triển khai tiếp các cái phần kết cấu Phần điện nước và cái phần bóc tách dự toán và hoàn thiện hồ sơ bản vẽ cho gia đình anh Thì anh chị thấy đây chính là cái phần mặt tiền khi mà chúng ta nhìn vào Thì ở đây chúng tôi thiết kế cho nhà anh là ba mái anh chị nhé thì ở phần mặt tiền nhìn vào thì sẽ có hai cái mái ở phía trước ở đây là một cái mái to ở trên anh chị nhé thì lát nữa sẽ góc nhìn khác thì anh chị sẽ nhìn rõ hơn và một cái mái to ở phần sảnh thì anh chị khi mà nhìn tổng quan cái ngôi nhà này thì anh chị thấy được là cái vẻ đẹp đầu tiên đó là cái phần hệ mái này thứ hai là gì cái hình khối của ngôi nhà đúng không ạ cái hình khối của ngôi nhà cũng như là gì các cái điểm nhấn điểm trang trí Đấy, thì đầu tiên cái phần hệ mái thì anh chị thấy là các phần hệ mái này thì chúng tôi sẽ trang trí đều là bằng các cái diềm mái Đấy, cũng như ở cái phần mái thái chữ A thì chúng tôi trang trí bằng những cái đường chỉ giật cấp hai cấp, một cái đường chỉ to này, cũng như một cái đường chỉ nhỏ ở bên trong, và là nó tạo ra cái điểm nhấn ở cái phía mặt tiền của cái mái thái chữ A này. Cũng như là gì ở giữa thì chúng tôi sơn bằng cái màu điểm nhấn thì anh chị đang nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà thì nó là màu trắng, còn lại những cái màu sơn điểm nhấn thì anh chị đã nhìn thấy là chúng tôi đã có một cái sự tính toán và làm sao đó để cho nó có một sự hài hòa và đẹp nhất anh chị nhé ở phần đây thì chúng tôi trang trí nhấn thêm một cái điểm nữa là chúng tôi sẽ dán một cái phù điêu ở đây thì cái này là chúng ta hoàn toàn có thể mua ở trên thực tế được và chúng ta chỉ được dán vào thôi chứ không phải đắp vẽ gì anh chị nhé rồi ở dưới của cái phần mái thái này thì sẽ là cái phần uh, sảnh uh, cái phần trần sảnh của cái thần, tầng tầng hai đúng không ạ thì ở đây chúng tôi làm xung quanh của cái trần sảnh này là những cái đường phào rất là to và nổi bật bắt mắt ở đây anh chị thấy không ạ và ở dưới là hai cái hệ cột Đấy thì chúng tôi làm hệ cột là hệ cột vuông anh chị nhé kể cả tầng 1 hay là tầng 2 cũng đều là hệ cột vuông hết và chị thấy là ở các cái đấu cột đúng không ạ thì chúng tôi làm bằng những cái đường chỉ giật cấp rất uh, vuông vắn đơn giản thôi nhưng mà nó cũng rất là đẹp và khi mà lên thực tế thì cái đường nét trên thực tế nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều anh chị nhé và chúng tôi điểm nhấn tiếp theo là gì ở dưới các cái chân cột này đấy cái chân cột thì chúng tôi cũng đều sơn cái màu điểm nhấn tương tự như ở trên cái phần máy thái chữ A và ở giữa là sơn màu trắng. Đấy chúng tôi anh chị thấy là cái vẻ đẹp của nó khi mà chúng tôi sâu cái 3D này lên thì anh chị cũng đã có cảm nhận được rồi đúng không ạ? À, khi chúng ta bước lên thì từ sân lên là năm bậc thì anh chị thấy là chúng tôi cũng à, thiết kế những cái bậc đá ốp rất là đẹp đúng không ạ? À, rồi xung quanh các cái chân nền à, thì chúng tôi cũng đều là à, thiết kế cho anh là các cái gạch Đấy, cái cái gạch ốp ở chân dưới chân nền này Đấy, thì cái màu của nó cũng sẽ tối tối hơn một chút nhưng mà nó cũng có những cái điểm chi tiết để mà nó tạo thêm cái điểm nhấn cho ngôi nhà này Đấy, thì khi mà quá trình mà chúng tôi thiết kế thì chúng tôi sẽ kiến trúc sư sẽ đảm bảo được cái yếu tố này cho anh chị Đấy, làm sao cho mỗi nhà sẽ có một cái điểm nhấn riêng khác nhau nhưng mà nó vẫn toát lên được cái vẻ đẹp và đặc biệt là nó phải đảm bảo được cái cái nhu cầu cái sở thích riêng của anh chị ở cái góc nhìn này thì anh chị nhìn thấy rất là rõ được cái hình khối mà chúng tôi đã đã lên ý tưởng và đã thiết kế cho anh đúng không ạ Đấy, thì cái ở đây thì anh chị thấy là các cái điểm giật ra giật vào đúng không ạ rồi những cái phần ban công sân chơi ở phía trên xung quanh các cái cửa sổ ấy là chúng tôi cũng đã đều làm những cái đường phào và ở anh chị thấy ở đây góc nhìn này anh chị thấy rất rõ đúng không ạ đây các cái đường phào nó rất là nổi xung quanh các đường chỉ xung quanh đúng không ạ tuy nhiên là ở trên cái diềm trên của cửa sổ ấy, thì chúng tôi cũng làm đua ra lớn hơn một chút và đắp cái phào to ở đây để cho nó làm nổi bật lên cái phần cửa sổ cũng như là nó là cái mi cửa sổ luôn Đấy, thì đây là một cái góc nhìn ở trên cao hơn để cho anh chị có thể nhìn thật là rõ đầu tiên là rõ cái hệ mái thì chúng tôi đã đều tính toán làm sao ấy, cái hệ mái khi mà chúng tôi thiết kế nó phải đảm bảo được cái sự cân đối hài hòa theo cái chiều cao của hệ mái cũng như là cái hình khối và kích thước của ngôi nhà anh chị nhá thì mỗi một ngôi nhà đều phải có là kích thước khác nhau rồi và cái hình khối của ngôi nhà khác nhau thì cái hệ mái nó phải khác nhau thì chỉ khi mà có thiết kế thì lúc đó chúng tôi cân đối theo từng nhà thì lúc đó cái hệ mái nó mới cân đối và nó đẹp được anh chị ạ vẻ đẹp của nó nó thể hiện ngay được trên cái phần 3D này rồi đấy thì sau này khi mà anh chị xây dựng thì cứ vậy mà xây theo thôi và các cái điểm chỗ nào trang trí làm sao đúng không ạ chỗ nào là chỉ âm chỗ nào là làm bồn hoa chỗ nào là xây như thế nào đúng không ạ thì chúng tôi đã có tính toán và kích thước hết rồi thì như vậy là thợ cứ thế mà làm thôi và màu sơn hay là các chi tiết trang trí thì cứ như 3D mà làm thì sau này đúng thực tế là nó như vậy anh chị đã biết được cái ngôi nhà của anh chị là sau này xây dựng lên nó như thế nào màu sắc ra sao trang trí như thế nào trước khi mà anh chị xây dựng rồi thì như vậy chỉ có thiết kế thì anh chị mới có thể là biết được những điều đó trước được đúng không ạ thì đây là một cái góc nhìn anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn ở phần phía bên trái của ngôi nhà các cái phòng ở đây chúng tôi cũng đều bố trí các cửa sổ này cũng như là các cái hệ trang trí của mái thái chữ A xung quanh anh chị thấy không ạ chúng tôi cũng đều trang trí rất là đầy đủ hết ở đây là cái cửa sổ mái này rồi những cái điểm trang trí tôi phóng to và zoom rất là cận cảnh anh chị nhìn thấy từng nét từng chi tiết mà chúng tôi đã chăm chút đã tỉ mỉ cho cái ngôi nhà này và bất kể ngôi nhà nào mà chúng tôi thiết kế thì chúng tôi cũng đều chăm chút từng cái chi tiết như vậy để làm sao khi mà lên thực tế cái ngôi nhà của anh chị nó được đẹp nhất và anh chị cảm thấy ưng nhất Đấy, Đấy, một góc nhìn khác nữa nhé. một góc nhìn này thì ở phía thấp hơn một chút để anh chị nhìn rõ Đấy, các cái hình khối như vậy Đấy, anh chị thấy ở phần sân thì chúng tôi cũng uh, minh họa qua cái phần gạch lát cho anh. Đấy, tuy nhiên cái này thực tế thì sau này anh có thể thay đổi cái loại gạch khác cũng được theo thực tế. còn chúng tôi cũng uh, rất là tỉ mỉ và chúng tôi bố trí thêm uh, trang trí thêm cho anh là cái phần gạch lát là cảm nó là như vậy ví dụ thế để cho anh có có ý tưởng tham khảo thêm vậy thôi. Uh, như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu rất là chi tiết đến anh chị uh, tham khảo cái phối cảnh 3D này thì cái vẻ đẹp của mỗi một ngôi nhà mà chúng tôi chia sẻ thì chúng nó đều thể hiện rất là rõ nét trên các cái bức ảnh mà chúng tôi đã, chia, đã thiết kế này và đã chia sẻ đến anh chị đúng không ạ thì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau về những cái ngôi nhà đấy và anh mỗi người lại có một cái sở thích riêng và khác nhau đúng không ạ thì chúng ta đang là tham khảo mà thì đương nhiên là nó không thể nào nó hoàn hảo hết theo cái đúng cái ý của chúng ta được và muốn mà ạ, theo đúng cái ý cái mong muốn cái cái sở thích cái nhu cầu riêng của anh chị thì đương nhiên là phải có thiết kế riêng của gia đình anh chị rồi đúng không ạ rồi, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ chi tiết đến anh chị cái công năng bên trong mà chúng tôi đã à, bố trí và thiết kế cho nhà anh Hiếu nhé à, Đây chính là cái phần công năng của nhà anh Hiếu Thì đầu tiên cái phần kích thước của cái ngôi nhà Thì cái phần mặt tiền, chiều ngang là 8m6 Và chiều sâu của ngôi nhà là 11m3 à, Còn về định vị của khuôn đất Thì anh chị thấy được là ở cái phần, từ cái phần sảnh này này Đi ra đến phần hết đất ở phía trước là nhà anh còn 6m phần sân phía trước anh chị nhá, Đây này, 6m phần sân phía trước này Đấy, còn uh, phần đằng sau đằng sau nhà thì còn khoảng là 80 phân và ở phía bên bên phải ngôi nhà đấy, nhìn từ mặt tiền vào thì nó phải là bên phải ngôi nhà là khoảng một mét rưỡi và ở bên trái của ngôi nhà cũng tầm khoảng một mét rưỡi anh chị nhé đấy thì xung quanh nhà anh là đều có các cái phần thông thoáng hết thì đều có thể là mở cửa sổ rất là đầy đủ hết anh chị nhé thì đầu tiên cái diện tích của tầng 1 anh chị thấy là đây là chúng tôi kích vào một cái là nó có diện tích ngay là 96 mét vuông là ở tầng 1 anh chị nhé ở tầng 2 diện tích ở đây là 82 mét vuông anh chị ạ. Thì như vậy là tổng hai sàn của tầng 1 và tầng 2 là 178 m2 anh chị nhá. 178 m2 hai sàn. Thì anh chị lưu ý rằng diện tích này là diện tích sử dụng anh chị nhé Diện tích sử dụng có nghĩa là các cái công năng này, Đấy, chúng ta đo diện tích và nó là 178 m2. còn diện tích xây dựng có nghĩa là gì? Anh chị phải tính đầy đủ tất cả các cái phần sảnh này vào. Đấy thì nó mới gọi là diện tích xây dựng. Đấy thì anh chị phải lưu ý hai cái diện tích này nó sẽ khác nhau anh chị nhé Thì phòng khách diện tích là 30,26 m2 thế thì anh chị thấy là cái không gian phòng khách và kết hợp với phòng thờ thì rất là thông thoáng và toàn bộ cái phần không gian ở phía trước khi mà chúng ta bước vào từ sảnh chính vào anh chị thấy là toàn bộ không gian này là không gian mà phòng khách và phòng thờ rất là rộng rãi và thông thoáng đúng không ạ tiếp đến là và không gian của phòng bếp cộng ăn an thì anh chị thấy diện tích của phòng bếp cộng ăn ở đây là 25 mét vuông và diện giữa phòng khách và phòng bếp thì chúng tôi thiết kế cho anh là bằng cái hệ lam vách lam Uh, gỗ, trang trí ở đây Đấy, thì sau này anh hoàn toàn có thể là làm bằng những cái vách gỗ rất là đẹp Đấy, sau này thì anh có thể làm như thế và cái không gian nó phòng khách và phòng bếp cộng ăn thì nó sẽ cảm giác nó sẽ thông thoáng hơn rất là nhiều đấy thì các cái không gian chúng tôi thiết kế thì chúng tôi cũng sẽ cân đối mọi cái yếu tố về ánh sáng về thông thoáng làm sao cho nó hợp lý nhất với ngôi nhà của anh chị và ở đây thì chúng tôi cũng có bố trí cái cửa sổ rất là thông thoáng ở đây thì khi nấu ăn thứ thì hoàn toàn để mở cửa sổ này ra à, từ phòng bếp cộng ăn này thì anh chị thấy là chúng tôi có thiết kế một cái lối cửa phụ để đi vào thì cái cửa phụ này nó sẽ rất là tiện cho quá trình mà sử dụng bởi vì là cái không gian phòng khách và phòng thờ là ở phía trước này rất là trang trọng và rất là lịch sự rồi. Ví dụ có khách khứa cái gì ở đây đúng không ạ? Mà ví dụ ở gia đình mà đi chợ hay là cái thứ mà cần vào bếp đúng không ạ? Thì chúng ta đi cái cửa phụ này thì nó không có liên quan, không có ảnh hưởng gì đến cái phần không gian phòng khách ở đây. Thì như vậy rất là tiện đúng không ạ? Và đương nhiên là một cái ngôi nhà của chúng ta chỉ có mỗi một cửa đi chính ra vào mọi không gian đều đi ra cái cửa chính này thì nó nó hơi bị bí đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng đã cân đối là phải có cái cửa bên này. Thì đây cũng là cái mong muốn của anh Hiếu thì chúng tôi cũng đã đáp ứng được cái cái nhu cầu của anh. Đấy, và cái cửa phụ đi vào đây thì cực kỳ là tiện và rất là hợp lý. Tiếp đến là cái phần không gian phòng ngủ số 1 ở dưới tầng 1 thì là 14,4 m2 thì chúng tôi cũng bố trí các cửa sổ rất là đầy đủ ở đây để lấy ánh sáng với gió vào trong phòng. Đấy, ngoài ra thì uh, cái phần máy giặt là nhà anh là để dưới tầng 1 anh chị nhá. Bởi vì đây có cửa phụ đi ra thì xung quanh đằng sau nhà anh vẫn còn không gian xung quanh đằng sau hết mà thì như vậy là rất là tiện rồi. Vệ sinh thì là chúng tôi thiết kế là vệ sinh chung và diện tích là 3,78 tức là vào gần 4 mét vuông rồi thì nó cũng là một cái không gian nó cũng là vừa đủ cho cái nhu cầu sử dụng về cái vệ sinh. Như vậy là gì ở mặt bằng thì anh chị biết được là về kích thước của tổng thể của cái ngôi nhà đúng không ạ? Chiều dài, chiều rộng của ngôi nhà cũng như là cái vị trí định vị mà chúng tôi đã giới thiệu rất là chi tiết anh chị rồi. thì bây giờ tôi sẽ sâu cho anh chị xem cái phối cảnh 3D, cái mặt cắt, cái công năng của cái ngôi nhà này nhá. Như anh chị đang thấy đây chính là cái phối cảnh 3D, cái phần mặt cắt của cái tầng 1. Thì anh chị có thể nhìn thấy rất là trực quan đúng không ạ khi chúng ta đây là phần sân này, chúng ta gì ạ? bước từ phần sân vào đi lên năm bậc đúng không ạ thì đây là phần sảnh này và chúng ta uh, đi vào trong đúng không ạ thì đây chính là không gian phòng khách thì khi mà chúng ta bước vào đấy, thì đây chính là không gian phòng thờ thế anh chị thấy là bên phải này là một cái không gian cửa sổ này, đúng không thì khi mà thắp hương thắp khói gì đây thì chúng ta mở cái cửa sổ này ra thì cái phần ban chúng ta thắp hương ấy, thì nó không nó sẽ rất là thông thoáng đúng không ạ? nó không ảnh hưởng gì đến cái phần phòng khách ở bên bên tay trái này. Đấy, khi chúng ta nhìn sang bên tay trái đúng không ạ? đấy thì anh chị thấy thấy rõ luôn được là cái phần cửa sổ bên đằng sau này, cửa sổ đằng trước này và bộ bàn ghế này, rồi kệ tivi hệ lam gỗ, đấy, anh chị thấy là rất là trực quan và rất là là dễ hiểu đúng không ạ? cũng như là anh chị cảm nhận được ngay được là gì cái không gian của anh chị sau này xây dựng lên nó như thế nào trước khi mà anh chị xây dựng rồi đây chính là không gian của phòng uh, bếp cộng ăn an. thì anh chị thấy là đây chính là cái cửa sổ này Đấy, rất là thông thoáng đúng không ạ và uh, đây chính là cái lối cửa phụ đi vào này anh chị này Đấy cửa phụ đi vào phần phòng bếp cộng ăn an. thì anh chị thấy là rất là tiện Đấy, xung quanh này chúng ta có thể là uh, đi chợ thứ về đi lỗi này vào cửa phụ cái Đúng không? hoặc là ở bếp cái thứ thì chúng ta đi lại nó cũng tiện hơn rất là nhiều. Tiếp đến đây là cái phần không gian à, cầu thang để chúng ta đi lên tầng cũng như là cái phòng phòng ngủ số 1 ở dưới tầng 1 này thì có bố trí cửa sổ đầy đủ hết. Cũng như là cái chỗ vị trí đặt máy giặt thì chúng tôi cũng có bố trí thêm cửa sổ ở đây để nó lấy cái phần ánh sáng vào bên trong đây và cuối cùng ở phía dưới tầng 1 đó là cái không gian phòng vệ sinh thì anh chị thấy là chúng tôi cũng bố trí các cái ô thoáng của vệ sinh này bởi vì là xung quanh thì vẫn còn đất thoải mái thì chúng ta bố trí những cái ô thoáng này tự nhiên thì nó sẽ thông thoáng cái phần vệ sinh của chúng ta. À, đi lên trên tầng 2 thì anh chị thấy công năng chúng ta bước lên cầu thang thì toàn bộ phần này chính là cái phần hành lang thông phòng để chúng ta đi đến các phòng tiếp theo thì anh chị thấy là ở phía bên trái thì đi vào đây sẽ là một cái phòng ngủ này Đấy, phòng ngủ số 3 ở đây và cái phần từ phòng ngủ này anh chị thấy là chúng tôi có bố trí cửa sổ này cũng như là phòng này cực kỳ là đẹp luôn đó là có cái phần cửa đi ra ban công ở phía trước Đấy, rất là thông thoáng rất là đẹp đúng không ạ và ở phần phía trước này thì anh chị thấy là có một cái khu sân chơi Đấy, cực kỳ là rộng mà cực kỳ là đẹp luôn đúng không Đấy, sân chơi rất là thông thoáng Đấy và những cái bồn hoa cái thứ này như anh chị ở 3D anh chị nhìn thấy rồi thì cực kỳ là đẹp rồi. Ở phần cuối đây chính là cái phòng ngủ số 2 anh chị thấy là thẳng cái phòng ngủ số 1 thôi thì diện tích nó cũng tương tự như vậy và chúng tôi có bố trí cửa sổ ở đây đầy đủ hết. Đấy, phòng ngủ số 4 diện tích là 14,8 m2. Và anh chị thấy là chúng tôi bố trí hai cửa sổ anh chị này, hai cửa sổ cực kỳ là thông thoáng luôn, đúng không ạ? Và rất là đẹp. Và cái vệ sinh ở tầng 2 thì nó sẽ thẳng vệ sinh tầng 1 thôi. Đấy, anh chị thấy là mọi không gian chúng tôi đã đều có một sự tính toán và cân đối hết rồi ở đây chúng tôi cũng còn bố trí thêm một cái cửa sổ nữa này để lấy cái phần ánh sáng vào cái phần hành lang thì anh chị này bây giờ tôi sẽ sâu cái 3D cho anh chị ở trên cái 3D công năng của tầng 2 nhé thì đây chính là cái phần 3D công năng của tầng 2 thì anh chị nhìn thấy rất là rõ đây này ở phía trước các cái phòng ngủ này đây chính là phần phần sảnh phía trước này rồi cái phần đây nhỉ, sân chơi đúng không ạ các phần sân chơi ở đây cực kỳ là đẹp luôn và lát các cái màu gạch nó tương tự như cái màu sân này Đấy, anh chị thấy là nó cực kỳ là đẹp và bắt mắt đúng không ạ Đấy, đây là cái phòng ngủ ở phía trước này của trên tầng hai à, có cửa đi ra đây ạ đây có cửa đi ra phần ban công này đúng không ạ cửa sổ này rất là đầy đủ chi tiết đúng không ạ cửa sổ đi ra nhìn ra phía ban công cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, còn phòng ngủ này thì sẽ có hai cửa đúng không ạ? Phòng ngủ này sẽ có cửa sổ đằng trước để nhìn ra ban công phía trước này và một cái phòng ngủ ở bên, à, một cái cửa sổ ở bên đúng không ạ? Đấy thì phòng này cực kỳ là thoáng luôn. Đấy, tiếp đến là anh chị thấy đây là phần cầu thang đi lên này, À hai phòng ngủ ở cuối cùng thì anh chị thấy là cũng có các không gian cửa sổ như tôi vừa chia sẻ rồi. Đấy, cửa sổ đầy đủ hết này. Cũng như là à, cửa sổ ở cái phần vị trí khoảng không này, Đấy, cũng như là phần vệ sinh và ô thoáng rất là đầy đủ đúng không ạ? À, như vậy là tôi đã giới thiệu rất là chi tiết đến anh chị cái phối cảnh 3D cũng như là cái bố trí công năng rồi kích thước dài rộng của ngôi nhà rồi vị trí định vị của cái ngôi nhà mà chúng tôi thiết kế cho anh Hiếu và hy vọng rằng đây cũng sẽ là một cái ý tưởng về cái phối cảnh 3D hoặc là cả cái phần công năng bên trong để cho anh chị tiện tham khảo và trang bị cho cái tự, cho cái ngôi nhà tương lai của anh chị nhé. thì tuy nhiên ý, thì đây là một cái mẫu nhà mà chúng tôi thiết kế theo cái mong muốn theo cái nhu cầu sở thích và theo cái tuổi của anh Hiếu cũng như là cái cái khuôn đất của nhà anh đấy thì đó là cái mà sản phẩm chúng tôi thiết kế cho gia đình anh thì đây cũng là một cái ý tưởng tham khảo thôi đấy, còn nếu như mà anh chị muốn là theo cái khuôn đất này cái sở thích cái nhu cầu cái cá tính riêng và đặc biệt là phải theo cái tuổi của anh chị thì anh chị nên có cái thiết kế riêng cho anh chị đấy, thì chúng tôi cũng sẽ uh, luôn luôn nếu mà chưa thiết kế thì chúng tôi sẽ luôn luôn đảm bảo tất cả các cái yếu tố đó cho anh chị nhé à, và đương nhiên là khi mà anh chị muốn mong muốn nhờ một cái đơn vị nào thiết kế thì anh chị cũng phải hiểu về cái đơn vị đó và phải biết được là à À, đơn vị đó người ta đang phục vụ khách hàng như thế nào đúng không ạ và với chúng tôi là một cái công ty chuyên nghiệp thì bao giờ vậy chúng tôi mọi thông tin chúng tôi đều rất là rõ ràng đấy, chúng tôi làm những cái gì chúng tôi phục vụ anh chị ra sao thì chúng tôi đều phải rõ ràng và mọi thông tin nó đều phải rõ ràng đấy, trước khi mà anh chị quyết định là chúng tôi thiết kế cho anh chị đấy, chúng tôi không có bao giờ có mập mờ mà mập một cái yếu tố nào đó, đó để mà ký được hợp đồng thì chúng tôi không bao giờ làm như vậy mà chúng tôi thực sự lúc nào cũng phải rõ ràng anh chị nắm rõ rồi thì lúc đó là hai bên thoải mái với nhau thì lúc đó là chúng tôi sẽ phục vụ anh chị một cách tận tận tình chu đáo và trách nhiệm anh chị nhé thì đây chính là cái nội dung công việc mà chúng tôi thiết kế cho anh chị thì đầu tiên nó là chúng tôi sẽ về phải về là khảo sát hiện trạng công trình và ký hợp đồng thiết kế đầy đủ hết thì cái việc mà chúng tôi về khảo sát ấy thứ nhất là gì chúng tôi uh, gặp gỡ anh chị đúng không để anh chị biết được là à, cái đơn vị thiết kế của chúng tôi là ai và chúng tôi cũng biết được là à, anh chị uh, chủ nhà mà chúng tôi thiết kế là ai đúng không ạ và ngoài ra là chúng tôi sẽ lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng À, những cái mong muốn, cái nhu cầu về cái ngôi nhà của gia đình anh chị để chúng tôi hiểu rằng anh chị mong muốn những cái điều gì và anh chị à, à, có những cái gửi gắm gì đó về cái ngôi nhà để chúng tôi lưu ý lại và chúng tôi khi về chúng tôi sẽ trao đổi lại với kiến trúc sư để cho anh em lên cái phương án làm sao đấy cho nó hợp lý nhất, à, nó thuận tiện nhất, đẹp nhất và cũng như là gì nó phải đảm bảo được cái mong muốn, cái nhu cầu mà anh chị đã à, đã trao đổi và đã gửi gắm cho chúng tôi. Đấy. và thứ hai nữa là khi chúng tôi về thì chúng tôi phải khảo sát cái hiện trạng khuôn đất có nghĩa là chúng tôi sẽ phải định vị được là cái ngôi nhà của anh chị là đặt ở đâu ngoài ra là chúng tôi sẽ bay flycam ở trên cao để chúng tôi chụp lại cái hiện trạng khuôn đất Đấy. rồi các cái thông tin về gì ạ? cấp điện cấp nước ở đâu để mà chúng tôi thiết kế đầy đủ một cái bộ bản vẽ thì phải có đầy đủ các cái thông tin như vậy thì khi về chúng tôi thiết kế thì nó mới có thể là hoàn chỉnh và nó đúng theo cái thực tế được anh chị nhé và ngoài ra là chúng tôi sẽ ký hợp đồng đầy đủ với anh chị luôn về cái mặt pháp lý để đảm bảo là chúng tôi nói là chúng tôi sẽ làm đúng như những cái gì mà chúng tôi đã nói Đấy, anh chị hoàn toàn yên tâm và chúng tôi luôn luôn trách nhiệm với những cái gì mà chúng tôi đã làm ra Đấy. và cái thứ hai nữa là gì à, chúng tôi lên phương án mặt bằng kiến trúc và lên phối cảnh 3D thì cái phần mặt bằng kiến trúc và phối cảnh 3D này chính là hai cái phần mà tôi đã chia sẻ với anh chị đấy, đấy cái mặt bằng đây đây chính là các phần mặt bằng anh chị nhá và phối cảnh 3D chính là cái ảnh màu này anh chị ạ đấy thì chúng tôi sẽ gửi cho anh chị và anh chị lưu ý rằng khi mà anh chị À, chúng tôi kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế có phương án gửi cho anh chị thì anh chị hoàn toàn có thể xem rồi với trao đổi với mọi người trong gia đình hoặc là tham khảo thêm các ý kiến khác. và anh chị hoàn toàn có thể trao đổi lại với chúng tôi để mà hai bên có thể chỉnh sửa. Đấy làm sao đó mà đi đến một cái thống nhất tức là anh chị cũng cảm thấy ưng ý và chúng tôi trên phương diện là thiết kế thì chúng tôi cũng cảm thấy là à, cái đó là hợp lý và hai bên thống nhất với nhau để đi đến một cái phương án thống nhất. Đấy, chúng tôi luôn luôn làm việc nó thực sự là trách nhiệm và làm sao đó nó phải đáp ứng được đúng cái nhu cầu cái mong muốn riêng của anh chị. Đấy. thì cái việc thiết kế nó có một cái lợi ích riêng là như vậy, đó là nó theo đúng cái nhu cầu cái sở thích và cái mong muốn của gia đình anh chị riêng chứ không phải là theo bất kể một cái nhà nào khác anh chị nhá. Khi mà anh chị đã chốt đã chỉnh sửa này và cuối cùng là đã chốt được mặt bằng và phối cảnh 3D rồi. Thì lúc đó là chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ tất cả những công việc còn lại, đó là cái phần uh, triển khai chi tiết bản vẽ kiến trúc. Đấy, triển khai chi tiết bản vẽ kiến trúc có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là đây này, ví dụ như cái nhà chúng ta nhìn thấy 3D là như thế này đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Để mà thi công được thì phải có cái kích thước anh chị nhá. Đấy, ví dụ như là các cái hệ cột này chẳng hạn đúng không ạ? Thì uh, chúng tôi phải bổ chi tiết ra, tức là cái cột này thì cái đường phào chỉ này thì kích thước như thế nào đúng không ạ? Cái cột này rộng là bao nhiêu, cao bao nhiêu? hoặc là cái hệ mái này này thì nó dốc bao nhiêu độ và cái chiều cao của mái từ cái áp mái này lên đến đỉnh mái này là bao nhiêu mét đúng không ạ đấy thì chúng tôi đã có tính toán chúng tôi đã có cân đối để cho ngôi nhà nó nó hợp lý nó đẹp nhất rồi thì thợ khi người ta thi công ấy, là người ta phải thi công theo cái kích thước mà chúng tôi đã thiết kế và chúng tôi đã thể hiện ở trong bản vẽ thì như vậy ngôi nhà anh chị nó mới đẹp được tiếp theo là đến cái phần tính toán và triển khai chi tiết bản vẽ kết cấu có nghĩa là chúng tôi sẽ tính cái phương án móng của nhà anh chị đấy, và bố trí sắt thép à, phần móng phần cột dầm sàn tất cả mọi thứ và chúng tôi thống kê đầy đủ Đấy, các cái phần sắt thép đó để khi mà anh chị à, khi mà anh chị đi lấy vật liệu thì anh chị đã theo cái bảng thống kê đó thì biết được là à, cần bao nhiêu cây thép này bao nhiêu cây thép kia khối lượng thép là bao nhiêu thì chúng tôi đã thống kê rất là rõ ràng rồi thì nó sẽ đầy đủ cho cái công trình của anh chị mà nó không bị thừa lãng phí anh chị nhé tiếp đến là cái phần triển khai bản vẽ cấp điện cấp nước chiếu sáng này rồi cấp thoát nước này Đấy, thì chúng tôi sẽ đều có những cái à, đầu chờ cũng như là tất cả mọi thứ chúng tôi sẽ đều có đầy đủ hết cũng như là thống kê các cái thiết bị đầy đủ hết cho anh chị và cuối cùng đó là chúng tôi sẽ thống kê bóc tách vật tư có nghĩa là cái ngôi nhà của anh chị thì hết bao nhiêu vật liệu và khi chúng tôi áp cái giá vào thì nó khoảng bao nhiêu tiền thì chúng tôi làm đầy đủ tất cả các cái bước như vậy và cái mà tôi muốn nhấn mạnh thêm nữa đó là với những cái gì mà chúng tôi làm thì chúng tôi đều phải có trách nhiệm với những cái 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 sản phẩm mà chúng tôi làm ra và chúng tôi sẽ có trách nhiệm với anh chị bởi vì khi anh chị đã nhờ chúng tôi thiết kế thì là anh chị đã đặt một cái niềm tin vào chúng tôi rồi thì lúc đó chúng tôi làm sao đó chúng tôi phải phục vụ anh chị thật là tận tình chu đáo và thực sự là trách nhiệm và khi anh chị theo dõi chúng tôi thì anh chị cũng cảm nhận được các cái hoạt động chúng tôi nó đều là thực tế và anh chị có cảm nhận được đúng không ạ thì uh, trong quá trình mà anh chị xây dựng ấy, thì chúng tôi sẽ uh, về để giám sát thợ người ta thi công sẽ có đúng cái bản vẽ kỹ thuật để đảm bảo an toàn ngôi nhà của anh chị uh, cái phần thép móng và thép sàn của các tầng và một cái điều đặc biệt nữa là gì khi mà anh chị hoàn thiện xong cái ngôi nhà ấy, thì chúng tôi sẽ còn phải về chúng tôi thăm lại cái ngôi nhà của anh chị bởi vì như tôi đã nói ở tất cả các video khác đúng không ạ ngôi nhà là ngôi nhà của anh chị nhưng mà cái sản phẩm thiết kế là của chúng tôi thì khi anh chị về nhà mới ở ngôi nhà mới thì anh chị đó là cái niềm tự hào cái niềm hạnh phúc của anh chị đúng không ạ nhưng mà đó cũng là cái niềm hạnh phúc cái niềm vui của chúng tôi bởi vì chúng tôi góp một cái phần nhỏ vào để mà tạo nên cái ngôi nhà của anh chị như vậy Đấy, và khi mà anh chị về ở ngôi nhà mới, đấy, mọi người đến, mọi người tham khảo đúng không ạ, rồi mọi người đi đường qua, mọi người tham khảo nhìn thấy nó đẹp quá, đúng không ạ, và mọi người có thể là mọi người có thể là hỏi rằng đơn vị nào thiết kế, thì lúc đó anh chị hoàn toàn có thể giới thiệu đến là, à đây là đơn vị là công ty kiến trúc BD người ta thiết kế cho tôi, đấy, thì lúc đó là chúng tôi biết đâu đó chúng tôi lại có thêm những cái khách hàng khác mà anh chị giới thiệu cho chúng tôi, đúng không ạ, đấy thì cái mà chúng tôi mong muốn đó là cái sự kết nối lâu dài với anh chị bởi vì chúng tôi là một công ty là một cái công ty thiết kế chuyên nghiệp và thì anh chị biết là đã là một công ty rồi thì đương nhiên luôn luôn là phải hướng đến cái sự phát triển đúng không ạ phải phát triển của công ty đã như vậy là chúng tôi luôn luôn đặt cái tâm của mình và chúng tôi phục vụ anh chị một cách thật là tận tình chu đáo như vậy để mà có thêm những khách hàng mới từ phía anh chị Đấy, và để mà được như thế thì đương nhiên là chúng tôi chắc chắn là phải phục vụ anh chị một cách thật là tận tình chu đáo và thực sự là trách nhiệm đúng không? và phục vụ anh chị thật là tốt thì đương nhiên lúc đó anh chị mới giới thiệu cho chúng tôi đúng không ạ thì đó cũng là một cái lời một vài cái lời chia sẻ như vậy để cho anh chị hiểu được rằng chúng tôi uh, luôn luôn làm việc uy tín trách nhiệm và mọi thứ nó đều rõ ràng Đấy, trước khi mà anh chị uh, nhờ chúng tôi thiết kế Đấy, anh chị nhé và đến đây thì nhiều anh chị cũng có những cái lăn tăn thêm một chút nữa. Đó là gì? À các cái dịch vụ thiết kế rồi tôi cũng theo dõi ở trên kênh YouTube các thứ và các cái hoạt động. À, rồi những cái phục vụ hỗ trợ thì tôi cũng thấy là rất là là ổn rồi, yên tâm là tôi cũng tin tưởng rồi. À, tuy nhiên thì bây giờ cái tôi quan tâm nhất đó là gì? À, cái cái chi phí không biết là cái chi phí thiết kế của công ty như nào, nó có hợp lý hay không. Đấy, thì tôi xin thưa với anh chị rằng là cái chi phí thì khi mà chúng anh chị liên hệ với chúng tôi thì chúng tôi chắc chắn là chúng tôi phải trao đổi rõ ràng với anh chị trước khi mà anh chị quyết định chúng tôi thiết kế hay không rồi đấy còn cái vấn đề mà gì à, cái chi phí thì đương nhiên anh chị tôi biết là anh chị đang lăn tăn là cái vấn đề nó nó đắt hay là rẻ đấy tôi cứ rất là nói thẳng thắn như vậy đúng không ạ à, đắt hay rẻ thì tôi cũng chỉ xin nói với anh chị ngắn gọn một vài điều như này đó là gì cái chi phí ấy, nó sẽ tương xứng với những cái gì mà chúng tôi phục vụ với anh chị đấy cái chi phí đó nó tương xứng với cái chất lượng bản vẽ và cái chất lượng phục vụ của cái đơn vị đó thôi đấy tôi chỉ khẳng định một điều như vậy đấy thì uh, đương nhiên là khi mà anh chị lựa chọn một đơn vị thiết kế đúng không ạ thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều đơn vị thiết kế khác nhau thì nhưng mà cái chất lượng bản vẽ và cái chất lượng phục vụ của mỗi công ty là khác nhau đấy chúng tôi luôn luôn đặt uh, cái cái sự hài lòng của anh chị cái sự ưng ý của anh chị về ngôi nhà của anh chị khi mà anh chị về ở nó mới là điều quan trọng đấy, và mọi cái dịch vụ, cái thiết kế của chúng tôi rồi các cái hỗ trợ của chúng tôi nó đều nằm trong cái gói thiết kế này rồi đấy nên là cái chi phí nó cũng sẽ khác so với đơn vị khác một chút đấy, tuy nhiên ấy, thì anh tôi dám khẳng định với anh chị rằng khi mà anh chị nhờ bên kiến trúc viên là chúng tôi thiết kế thì anh chị sẽ nhận lại được nó xứng đáng với cái số tiền mà anh chị bỏ ra đấy, tôi khám khẳng định là như vậy thứ nhất là về chất lượng của bản vẽ thứ hai là về chất lượng phục vụ đấy và À, tất cả những cái khách hàng mà chúng tôi thiết kế thì họ rất là hài lòng đúng không ạ Và họ cũng hoàn toàn đồng ý với những cái gì mà chúng tôi à, Đây là quy định của công ty chúng tôi rồi đúng không ạ Và khi mà chúng tôi hỗ trợ họ thì họ cũng cảm thấy rất là ưng ý rất là hài lòng Và họ cảm thấy xứng đáng với cái số tiền mà họ bỏ ra Thì như vậy là người ta cũng làm được mà đúng không ạ Thì đâu phải là anh chị đâu còn phải lăn tăn gì về vấn đề đó nữa đúng không ạ Và tôi nghĩ rằng cái việc mà anh chị tiết kiệm được một vài triệu giữa cái đơn vị thiết kế mà rẻ Với lại một cái đơn vị thiết kế chất lượng ấy, Thì tôi nghĩ rằng nó cũng không đáng là bao nhiêu so với cái việc là gì nếu như anh chị tiết kiệm được một vài triệu đó nhưng mà trong quá trình thi công đúng không ạ đấy, người ta có hỗ trợ anh chị tốt hay không rồi có nhiều cái vấn đề xảy ra hay không đấy thì đó mới là cái điều quan trọng và đặc biệt là khi anh chị về ở ngôi nhà mới anh chị có cảm thấy hài lòng ứng ý với cái ngôi nhà của anh chị hay không đấy thì đó mới là cái điều quan trọng đúng không ạ thì đương nhiên khi anh chị thuê một cái đơn vị người ta thiết kế chất lượng người ta hỗ trợ một cách là tận tình chú đáo thì trong quá trình thi công thì không có bất kể cái lỗi gì xảy ra hoặc có lỗi thì nó cũng rất là nhỏ và có thể hoàn toàn xử lý một cách đơn giản và khi mà anh chị về ở ngôi nhà mới, anh chị có thể ưng ý, cảm thấy hài lòng thì đó mới là cái điều mà tôi nghĩ rằng anh chị cảm thấy là nó xứng đáng nhất, đúng không ạ? Còn một vài triệu kia tôi nghĩ là đối với anh chị thì nó cũng chả đáng là gì so với cái cả tỷ, đúng không Thậm chí là tỷ dưới 2 tỷ tức là một số tiền rất là lớn để anh chị làm cái ngôi nhà của anh chị. Đấy thì đó là một vài cái lời chia sẻ như vậy để cho anh chị có thêm những cái thông tin để mà làm sao anh chị đưa ra những cái quyết định và lựa chọn một cái đơn vị thiết kế làm sao cho nó đúng đắn và nó chính xác nhất và cái quan trọng là người ta phục vụ anh chị một cách tốt nhất và cái ngôi nhà của anh chị khi mà anh chị về ở nó phải là hoàn hảo nhất à, còn lại thì cái quyết định lựa chọn của đơn vị nào thì à, là quyết định của anh chị thôi đúng không ạ à, chúng tôi cũng không thể nào bắt ép anh chị là phải lựa chọn đơn vị chúng tôi hay là đơn vị nào cả đấy à, thì quyết định là của anh chị thì tôi mong muốn là anh chị có thêm những cái thông tin như vậy để cho anh chị đưa ra một cái lựa chọn nó khách quan nhất và đặc biệt là nó có lợi cho anh chị nhất à, như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu và chia sẻ đến anh chị à, cái phần phối cảnh 3D à, cũng như là công năng của nhà anh Hiếu để cho anh chị tiện tham khảo Đấy thì tuy nhiên ấy, thì như tôi đã nói rồi nếu như mà anh chị mong muốn mà thiết kế theo cái khuôn đất cái sở thích cái nhu cầu cái mong muốn và đặc biệt là theo cái tuổi của anh chị đấy, thì anh chị phải có nên có nên có cái thiết kế riêng cho gia đình của anh chị và nếu như mà anh chị đang mong muốn công ty kiến trúc Beni chúng tôi uh, thiết kế cho anh chị một ngôi nhà thật là đẹp thì, thì anh chị đừng quên là liên hệ đến công ty chúng tôi theo cái số điện thoại ở trên màn hình thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ anh chị một cách tận tình chu đáo và trách nhiệm nhất Giống như là những cái gì mà chúng tôi đang phục vụ các khách hàng khác Và đặc biệt nữa là cái vấn đề về chi phí Thì như tôi cũng đã vừa chia sẻ với anh chị rồi Đấy thì anh chị cũng có những cái thêm những thông tin Và anh chị có cái cân nhắc để lựa chọn đơn vị làm sao cho nó hợp lý Làm sao cho cái ngôi nhà của anh chị khi hoàn thiện Anh chị về ở nó được hoàn hảo nhất đấy, Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị Ở các cái video chia sẻ các cái mẫu nhà tiếp theo